Xích mích giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với truyền thông leo thang hôm 16 tháng 8, khi hàng trăm tờ báo phát động chiến dịch phối hợp chưa từng có trước nay để bảo vệ quyền tự do báo chí, đáp lại những đả kích thường xuyên của ông Trump đối với một số hãng tin. Ước tính, có 350 tờ báo lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ đăng một loạt các bài xã luận ủng hộ quyền tự do báo chí. Chiến dịch diễn ra giữa bối cảnh ông Trump nhiều lần tố cáo truyền thông gieo rắc tin vịt và lên án báo chí là kẻ thù của người dân Mỹ. Ngày 16 tháng 8, ông Trump lên Twitter viết rằng truyền thông tin vịt là đảng đối lập. Tờ Boston Globe cho biết phối hợp cùng các tờ báo khác trong chiến dịch lần này và lưu giữ kết quả trong kho dữ liệu trên trang chính. Mỗi tờ báo tham gia chiến dịch đăng một bài xã luận phản ánh quan điểm. Tờ Globe tố cáo Tổng thống Trump thực hiện cuộc tấn công dày dẳng nhắm vào tự do báo chí.